Vâng, em xin được mến chào toàn thể anh chị em các bác đã quay trở lại với kênh Vua Công Suất. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng lại tiếp tục dọn được những chiếc đẩy bãi chất lượng cao, giá rất là tốt và nó lẻ lô. Em sẽ để cho các bác với mức giá thấp nhất có thể các bác nhé. Và chiếc công suất đầu tiên em lên cho các bác trong video ngày hôm nay đó là dòng đẩy công suất thương hiệu của Nhật Bản Yamaha, dòng P2500S. Với cái mã này thì các bác sử dụng được một đôi loa full bát 25 hoặc là loa nằm bát 30. Đó, một đôi cho các bác nhé. Mức giá chỉ từ bao nhiêu ạ? 1.600.000 đồng và sẽ được miễn ship trong cái video này. Đây là ốc của nó thì em tháo ra để tránh tình trạng nó văng vào kia. Khi mà lên đường gửi cho các bác thì em sẽ đóng ốc lại rất là cẩn thận. Cái mã này thì các bác có thể thấy là tình trạng của nó là nguyên zin và hoạt động hoàn toàn bình thường. Và cái dòng đẩy công suất mà cái phần tản nhiệt của bo mạch công suất như này đang còn sáng như này thì bên mạch này sáng này, tụ phẳng nguyên. Các bác yên tâm chơi lâu dài nhé. Có cả cái phần tăng bát nó rồi cắt súp ở ngay phía sau đây. Thì đây là một con đẩy mà bền mà giá chỉ từ 1.600.000 đồng và sẽ được miễn cước vận chuyển trong cái video này đối với mẫu đẩy Yamaha. Các bác mua hàng được nhận hàng, được kiểm tra và được test hàng các bác nhé. Các bác đang xem video của em Vua Công Suất thì bỏ ra một vài giây ủng hộ em một đốt like các bác nhé. Rồi, chân thành cảm ơn các bác. Tiếp theo dòng đẩy 4 kênh công suất, một thương hiệu của hãng lớn Show Standard MC4400. Mã đẩy công suất chạy hệ mạch Class H và các bác có thể thấy là một khối biến áp nguồn của cái dòng đẩy công suất. Đây là một cái đẩy thương hiệu lớn của cái tập đoàn SAE và cái mã thương hiệu Sostana này thì nó quá là nổi tiếng và nó nằm trong cái top 10 sản xuất cục đẩy bãi công suất, cục đẩy công suất ở trên thế giới đấy các bác. Một khối biến áp nguồn lớn này và dòng sò đây là những con sò Toshiba 12 quả tụ lọc nguồn, nó còn phẳng, tụ quảng run. Và ở đây thì những con sò là sò Toshiba và có bù áp. Nó lên tới là 32 sò cộng với các cái dàn sò bù áp thì nó sẽ nằm ở trong góc trong này các bác này. Đó. 12 quả tụ lọc nguồn, tụ toàn tụ lớn thôi, 15.000 mi này, các bác có thể thấy này. Tụ dung lượng là 15.000 mi và là tụ 63V. Đó. Hàng bãi em kiểm tra rất là kỹ rồi, đang hoạt động hoàn toàn bình thường. Các bác có thể là sử dụng cho 4 quả loa full bát 30, đánh căng và đánh hay các bác nhá. Giá của mẫu đẩy này thì đang được giảm lên tới là 500.000 đồng. Đó là cụ thể mức giá là thường thì nó mức giá nó trên thị trường nó sẽ trên 4 triệu đồng với mã đẩy công suất này các bác nhé. Và cái mã đẩy này thì ngày hôm nay thì sẽ để cho các bác với mức giá là 3.200.000 đồng nó, và miễn cước vận chuyển. Các bác thấy giá tốt không ạ? 3.200.000 đồng mẫu đẩy công suất như thế này, đánh được 4 đôi loa full bát 30 mà đẩy hãng, đẩy Show Standard MC4400. Các bác nhanh tay nhé. Các cái sản phẩm em giới thiệu đây các bác là nó lẻ lô đó, còn các cái hàng đồng lô này thì giá nó sẽ rất là cao vì nhập nó cao, thì em sẽ lên video sau cho các bác. Còn những chiếc đẩy lẻ lô em tổng hợp được ở đây, em sẽ để cho các bác mức giá rất là tốt. Mẫu đẩy 2 kênh công suất đi ạ. Mẫu đẩy 2 kênh công suất. Đây em còn một chiếc đẩy của hãng ZKI. Đó, mặt tráng kính luôn nhá, mặt pha nhôm màu đen này. Và cái phần mà tăng giảm volume ở đây thì nó được tráng bằng gương. Đấy, các bác có thể là bóc siêu, đây đang còn cái vỏ. Còn cái vỏ của nó đang rộp này, các bạn có bác bóc ra nhá. Em đang để nguyên cho để tránh chảy xước trong khâu vận chuyển. Mã sản phẩm này là CV2450. Và cái dòng đẩy này thì nó chạy lên tới là 20 con sò Toshiba. Hình thức thì rất là đẹp rồi đúng không ạ? Mặt phai nhôm màu đen. Đó, 1 2 3 4 5 này, tổng của nó là 20 sò. Đấy, biến áp nguồn này. 20 sò công suất. Đó, 2 4 6 8 này, 8 quả tụ lọc nguồn của hãng để em kiểm tra nào. Của hãng Fordio tụ 63V và dung lượng tụ lên tới là 15.000 microfarad, 8 quả tụ các bác nhá. Dòng này thì các bác đánh căng một đôi loa full mát 30 từ 19 hoặc quân 76, một đôi rồi các bác nhá, được chưa ạ? Mức giá của đẩy này là 2.500.000 đồng và sẽ được miễn cước vận chuyển, đẩy ZKI. Tiếp theo các bác nhá, một mẫu đẩy công suất khoảng chừng là 5-600W một kênh, ở trợ kháng là 8 ohm, máy Class H và có màn hình hiển thị. Mã sản phẩm này là QA2500. Đó, có màn hình hiển thị. Hiển thị ở đây là gì ạ? Hiển thị nhiệt độ này, rồi decibel, decibel mức âm lượng đấy ạ. Đó, hai chiếc áp này. Dòng đẩy công suất này thì nó là hệ mạch Class H. Và đây, các bác có thể để ý cái biến áp nguồn của nó này. Điện áp cao của nó lên tới là 84V. Rồi điện áp trung bình là 42, 0, 42 và 84. Điện áp đối xứng đấy, dạng 2 cấp nguồn. Và dòng này thì nó là mạch Class H, nó sẽ bù áp bằng những con sò to, sò NDVK đây. Dòng sò mà máy chạy, sò công suất sẽ là sò Toshiba, sò thương hiệu Nhật Bản 1 2 3 4 5. Tổng của nó là 20 sò và sò công suất ra sẽ là 1 2 3 4 5 này, 1 2 3 4 16 sò.
bốn quả tụ lọc nguồn Passion, tụ 10.000mAh và là tụ 63V. Đó. 8 quả tụ lọc. Dòng này thì thứ nhất là mặt đẹp, thiết kế đẹp rồi, và các bác sử dụng cho loa full bass 30 từ 19 con 16 đánh căng và đánh hay. Mức giá của đẩy này là 2.800.000 đồng. Đó, 2.800.000 đồng cho dòng đẩy này. Công suất khoảng chừng là 600W các bác nhé. Công suất max sẽ là khoảng chừng là 600W, với cái điện áp mà ra lên tới là 84V. Thì em khẳng định các bác đây là một con đẩy thấp nhất là 600W một cây, được chưa? Tiếp theo là một dòng đẩy cũng là đẩy 600W một cây này, mã là GT550 NUB. Dòng này thì nó chạy là 24 con sò NDV kép. Và cái dòng sò này thì so với dòng sò Toshiba thì nó sẽ đánh sáng tiếng các cái dòng loa full hơn. Và với cái hệ máy như này thì các bác thấy là hệ máy Class H, và nó có bù áp này. Đó, rất là nhiều bù áp. Cộng với dàn sò là dòng sò NDV kép, những con sò đánh loa full tiếng rất là sáng, rất là hay. Và cái mên mạch của nó đang còn sáng này, các bác yên tâm sử dụng lâu dài cho em nhé. 2, 4, 6, 8 này, 8 quả tụ lọc nguồn. Tụ ở đây là tụ 10.000mAh và là tụ 80V. Tụ ở đây là tụ điện thì nó như một cái bể chứa. Nó bể bình thường người ta nói là bể chứa nước, nhưng mà đây là bể chứa điện. Để sao ạ? Lọc điện rồi đưa ra điện áp chân những con sò để sử dụng cho chất âm hay, đúng không ạ? Chất âm nó sạch sẽ, nó hay. Dòng này thì nó đạt thấp nhất phải 600W một cây các bác nhé. 24 sò. Các bác đếm như này, 1 2 3 4 5 6 này, đúng không ạ? Cứ một cặp sò NDV kép thì nó đưa ra công suất, nó chịu tải công suất lên tới là 150W, đúng không ạ? Một cặp này 300 này, đúng không ạ? 450 này, 600 này, thấp nhất là 600W một cây. Mã này thì các bác đánh loa một đôi loa full bass 30 hoặc là hai đôi loa full 25 đánh căng và đánh hay. Đẩy hậu của nó sâu sẽ nó sẽ ngắn hơn cái dòng đẩy em vừa giới thiệu các bác này. Hậu của nó sâu khoảng chừng là 40cm thôi. Thì các bác có thể tham khảo nha, máy móc đang còn sáng. Đó, giá là 2.600.000 đồng. Giá 2.600.000 đồng. Một con đẩy tiếp theo giới thiệu cho các bác, đây là dòng đẩy KS3008 đến từ thương hiệu Nhật Bản Akufei. Đó, dòng đẩy công suất thương hiệu Nhật Bản Akufei, mặt phai nhôm màu trắng. Đó, màu xám ghi. Và cái dòng đẩy này thì nó lên tới là 40 con sò công suất. Thì các bác có thể đếm đây là 1, 2, 3, 4, 5. Ở phía trong là 5 nữa này, được chưa ạ? Và các con bù áp, các con sò thúc thì nó sẽ nằm ở trên cái bo tiền khuếch đại công suất, bo vỉ mạch đây. Và cái hệ máy này thì đánh đưa ra chất âm rất là hay, công suất lên tới là 800W một kênh. Thì các bác sử dụng cho một cặp loa full bass 30 và một quả súp đơn 40-50 đánh căng và đánh hay. Mức giá là 4 triệu đồng các bác nhé, 4 triệu đồng cho mẫu đẩy thương hiệu KS3008 thương hiệu Akufei. Này thì mai em sẽ lau lại các bác nhé, lau này là sẽ đẹp thôi. Ok các bác, 4 triệu đồng. Dòng đẩy gia đình 2 kênh, giá rẻ cho các bác. Thì ở đây thì em có thể giới thiệu các bác đến mẫu đẩy công suất là mạch Class H DCS1200, mặt phai nhôm màu đen, sơn tĩnh điện màu đen này. Đấy, dòng này thì nó có hai cuộn dập xung ở đây, thì khá nhiều bác nhầm lẫn với cái mạch Class TD cũng như là mạch Class D, đúng không ạ? Nhưng mà đây là con máy mạch Class H cải tiến đời mới, hiệu năng làm việc của nó rất là cao, và dòng đẩy này thì nó đánh sẽ sáng tiếng các bác nhé. Các bác sử dụng cho em một đôi loa full bass 30 với họng côn nhỏ côn 65 trở lại, hoặc là loa full 25 là sẽ chuẩn nhất, công suất là 500W một cây, người trợ kháng là 8 ohm. Dòng đẩy này thì là đẩy nguồn xung, ưu điểm của nó là trọng lượng rất là nhẹ. Đó, nhưng mà nó sử dụng cho loa full là sẽ hay, còn loa súp thì các bác nên dùng các cái đẩy như là nguồn biến áp như này. Đó, còn loa full thì các bác sử dụng đẩy dạng kiểu là nguồn xung như này thì nó đánh sang tiếng. Đó, mức giá là 1.600.000 đồng, và đặc biệt sẽ được miễn cước vận chuyển trong cái mẫu đẩy này, sẽ được miễn cước vận chuyển các bác nhé. Các bác chốt cho em là DCS1200, giá 1.600.000 miễn cước vận chuyển. Tiếp theo các bác nhá, một thương hiệu nước Đức, đó là dòng đẩy B3 Beta 3 G206 mặt chéo. Dòng đẩy B3 mặt chéo, tình trạng nguyên zin nguyên bản, hoạt động hoàn toàn bình thường. Và nhắc đến B3 thì các bác biết là chất âm của nó cực kỳ hay, mà giá lại rẻ, đúng không ạ? Hay trong cái tầm giá mà lại rẻ. B3 G206, 8 quả tụ lọc nguồn, tụ phẳng nguyên, tụ 50V và tụ của Edison. Mã đẩy công suất này các bác có thể đánh một đôi loa full bass 30, họng côn nhỏ, họng côn 65 đổ lại. Đó, hoặc là loa full 25, đánh một đôi thôi, đánh căng và đánh hay. Mức giá của cái dòng đẩy B3 thương hiệu Đức này là 1.700.000 đồng. Đó, 1.700.000 đồng cho mẫu đẩy B3 này. Ok các bác nhá. Ở đây thì đang còn rất là nhiều các cái mẫu đẩy có thể là đẩy công suất lớn này. Dòng đẩy công suất lớn thì em đang còn rất là nhiều. Các bác quan tâm đến cái mã đẩy nào thì có thể là nhắn tin đến cửa hàng nhá. Video thì cũng khá là dài rồi. Các bác đang sử dụng loa rồi súp như nào thì nhắn tin cho em sẽ tư vấn. Nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng, nhà em sẽ giao hàng toàn quốc. Các bác đừng quên ủng hộ em thêm một nút like nhé.
Đấy, xin được chúc toàn thể anh chị em các bác đang xem video thật là nhiều may mắn, thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em và các bác.